Apple Watch bạn đang sử dụng. Nếu Apple Watch gặp vấn đề và bạn muốn xử lý hoặc nếu bạn muốn bán nó, bạn cần biết mình đang sở hữu phiên bản nào của thiết bị đeo tay này. Có hai cách để bạn xác định phiên bản của Apple Watch: từ ứng dụng Watch hoặc từ thông tin khắc trên vỏ thiết bị. Apple thường khắc thông tin phiên bản Apple Watch trên vỏ thiết bị. Nội dung khắc trên vỏ thường bao gồm model thiết bị, chất liệu và kích thước vỏ, tính bằng milimét. Bạn có thể tìm thấy tất cả những thông tin này ở mặt lưng của Apple Watch. Dựa vào các thông tin này, bạn có thể xác định chính xác phiên bản Apple Watch mình đang sở hữu. Nếu bạn muốn biết thiết bị của mình có hỗ trợ dữ liệu di động hay không, hãy nhìn vào nút núm vặn Digital Crown nằm ở cạnh bên phải. Nếu nút này có một viền tròn màu đỏ, nghĩa là Apple Watch có hỗ trợ dữ liệu di động và ngược lại. Bạn cũng có thể xác định phiên bản Apple Watch bằng cách tìm số máy, sau đó dùng nó để tra cứu trên trang web hỗ trợ của Apple. Táo khuyết hỗ trợ người dùng tra cứu phiên bản của tất cả các thế hệ Watch. Đầu tiên, để tìm model number, bạn kết nối Apple Watch với iPhone, sau đó mở ứng dụng Watch. Từ thẻ Mi Watch, bạn chọn tùy chọn General, di chuyển xuống dưới một chút đến phần model number. Bạn sẽ thấy một dãy ký tự bao gồm chữ và số, bắt đầu bằng ký tự M. Đây chính mã linh kiện, part number. Bấm lên trường mã linh kiện, và bạn sẽ thấy một dãy ký tự bao gồm chữ và số, bắt đầu bằng chữ A. Đây chính là model number của Apple Watch.